Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tắt mạng xã hội, Vy Oanh làm con đà điểu vùi đầu xuống cát. Tối ngày 15 tháng 4, cư dân mạng xôn xao khi nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vy Oanh đột ngột bốc hơi chưa rõ lý do. Cả tài khoản Facebook cá nhân và trang fanpage có tích xanh của ca sĩ Vy Oanh đồng loạt không truy cập được. Trên thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản này cũng không còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên như thông thường nữa. Đa số kết quả tìm kiếm đều hiển thị nick ảo hoặc một số hội nhóm anti nữ ca sĩ này. Ca sĩ Vy Oanh đã tắt hết tài khoản trên các mạng xã hội. Không chỉ các tài khoản trên Facebook không truy cập được nữa, mà số điện thoại của ca sĩ này cũng ngoài vùng phủ sóng. Còn trên TikTok, video gần nhất cô đăng tải là ngày 19 tháng 3. Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã tận dụng mạng xã hội và cả báo chí để lên tiếng kêu cứu. Báo chí đã đăng tải rầm rộ chuyện cô ca sĩ này đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Sau đó, cô còn làm clip kêu gọi luật sư của cô nhờ chính quyền Mỹ can thiệp để cô được về Mỹ. Ca sĩ Vy Oanh dính vào chuyện thị phi với bà Nguyễn Phương Hằng khiến cô gặp rắc rối lớn. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải là những người bà khác. Như những người khác, bà nói là làm, bà Hằng đâm đơn kiện nhiều nghệ sĩ, thầy lang, nhà báo và luật sư rất có bài bản. Bà được luật sư riêng tư vấn hẳn hoi để thực hiện những lá đơn kiện của mình. Và đến nay đã có một nhà báo và một luật sư bị bắt tạm giam vì những lá đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng. Hành động của ca sĩ Vy Oanh cho thấy cô đang hoảng loạn. Đặc biệt là việc cô làm clip cùng với những đứa con thơ của mình để mà kêu cứu với phía Mỹ. Vy Oanh chỉ là thường trú nhân, không phải là công dân Mỹ nên theo đánh giá thì cô không được chính phủ Mỹ bảo trợ. Do đó, clip của cô chỉ trở thành đề tài đàm tiếu cho những người chống lại cô. Thế nên, lợi bất cập hại, thay vì cô được cứu thoát như mong muốn, thì cô lại chỉ chuốc thêm phần phiền toái với những lời đàm tiếu không hợp. Vy Oanh chơi rào lại để đứt tay, tố bà Nguyễn Phương Hằng để giờ chính cô đang bị đối diện với nguy cơ bị truy tố. Con đà điểu có thói quen vùi đầu xuống cát để mà tránh nguy hiểm, nhưng thực chất tấm thân khổng lồ của nó vẫn còn trên mặt cát. Nó không thể tránh được nguy hiểm. Hành động khóa tài khoản mạng xã hội của các ca sĩ Vy Oanh có thể tương tự như con đà điểu vùi đầu xuống cát vậy. Vy Oanh đã bị cấm xuất cảnh. Điều này cho thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chân ca sĩ Vy Oanh. Họ đang giam lỏng cô trong lãnh thổ Việt Nam và có thể bắt bất cứ khi nào cần. Một số nghệ sĩ ngây thơ trong nhận thức về chính quyền của Đảng Cộng sản. Họ cho rằng bản thân làm văn công cho chế độ thì sẽ là công thần. Không phải cứ được lên truyền hình, đội nón tai bèo, hát nhạc đỏ cách mạng mà được làm công dân hạng nhất. Nếu những người này hiểu về lịch sử thì sẽ thấy Đảng Cộng sản rất nhiều lần vắt chanh bỏ vỏ trong quá khứ. Từ thời cải cách ruộng đất cho đến cách họ đối xử với những trí thức miền Nam theo Việt Cộng thì đã rõ ràng. Và Vy Oanh sẽ khó mà thoát khỏi nành vuốt của chế độ này một khi nó đã xòe ra. Hơn thua với bà Nguyễn Phương Hằng chỉ có chuốc họa vào thân mà thôi. Điều đáng nói là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân đối với cá nhân liên quan đến vụ này. Đây là một điều luật mơ hồ. Khi chính quyền muốn dẹp những người mà họ cho là ngứa mắt thì họ dùng luật này để đưa ra. Thích thị phi tấn công nhau trên mạng xã hội đã làm cho chính quyền ngứa mắt và họ muốn dẹp điều này. Tiến trình tố tụng vẫn cứ tiến hành, có thể sau luận cấm xuất cảnh là bắt giữ. Chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam họ cứ làm, dù tắt mạng xã hội thì ca sĩ Vy Oanh vẫn không thể thoát được nếu họ muốn bắt. Đôi co với bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng cần phải có sức chịu đựng như bà Nguyễn Phương Hằng vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Tắt mạng xã hội, ca sĩ Vy Oanh làm con đà điểu vùi đầu xuống cát, chạy đằng trời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trong vèo, sợ gì, liệu ông Trần Sĩ Thanh có thoát lời nguyền hay không? Nói đến ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay, thì người ta nhớ ngay đến câu nói nổi tiếng,
trong veo sợ gì? Với vị trí là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh có cơ hội rất lớn để tiến vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ngồi ghế chủ tịch thủ đô cũng lắm cạm bẫy, không dễ xơi như nhiều người vẫn tưởng. Ghế lắm kẻ tranh giành cũng là ghế không an toàn. Ông Trần Sĩ Thanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tính trong 3 đời chủ tịch thành phố Hà Nội gần đây nhất thì có đến 2 ông phải bị bắt. Ông Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày trước, được cho là đã hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022, ông Nguyễn Thành Nghị đã cho khui ra sai phạm nghiêm trọng trong quy hoạch của thành phố thời ông Thảo làm chủ tịch. Cho đến nay, vụ việc đang yên ắng, nhưng sự yên ắng này không có nghĩa là an toàn. Rất có thể vụ việc này sẽ lại bị khui lại. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Thảo còn để lại chỉ đạo chặt bỏ tới 6.700 cây cổ thụ tại thủ đô. Được biết, ông Nguyễn Đức Chung chỉ là nâng giá cây trồng cũng đã bị ông Tô Lâm cho điều tra bổ sung tội này. Thì liệu rằng, với con người đã ra lệnh tàn sát cây cổ thụ thì phải xử lý tội như thế nào đây? Ông Nguyễn Thế Thảo nhiều tội hơn cả ông Nguyễn Đức Chung, cho nên dù đã hạ cánh thì cũng chưa chắc gì đã an toàn. Như đã biết, ông Nguyễn Đức Chung và ông Trung Ngọc Anh thì đã bị bắt vào trại giam. Có người cho rằng ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ghế hung hiểm, không khác gì ghế chủ tịch nước cả. Cả hai người tiền nhiệm của ông Trần Sĩ Thanh đều dính vào trốn lao tù. Đây là câu nói nổi tiếng của ông Trần Sĩ Thanh. Trở lại câu chuyện ông Trần Sĩ Thanh, liệu ông Thanh có mà trong veo để không bị dính vào vết xe đổ của hai người tiền nhiệm hay không? Câu trả lời là không. Bởi trên cương vị là người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh đã để xảy ra quản lý yếu kém. Vào ngày 14 tháng 4, báo chí trong nước cho biết Hà Nội đã thiếu vaccine COVID-19 ở một số nơi. Đây là vấn đề không hề nhỏ. Hiện nay, bệnh dịch COVID-19 có khả năng đang quay trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, khi số ca nhiễm còn ít mà đã để thiếu vaccine là rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng ở đây là việc quản lý. Nếu giả sử bệnh dịch bùng phát mạnh thì trở tay thế nào cho được? Người chịu trách nhiệm cao nhất cho vấn đề này chính là ông Trần Sĩ Thanh. Thực ra mà nói, chẳng có ông quan chức nào trong veo, chỉ có quan chức chưa bị lộ. Ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ghế mà rất nhiều thế lực chính trị đang thèm muốn giật lấy. Cho nên, nếu làm không tốt ở vai trò người đứng đầu chính quyền thành phố, thì rất có thể ông Trần Sĩ Thanh sẽ hết trong veo mà chuyển sang đục ngầu mất. Đã có hai tiền nhiệm ngã ngựa, xem ra ghế chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có rớt thật. Chỉ cần làm không tốt nhiệm vụ để xảy ra tiêu cực trong phạm vi trách nhiệm, ông Trần Sĩ Thanh cũng có nguy cơ lên thớt, chứ chẳng phải đùa. Mặc dù vậy, việc có bị lên thớt dễ dàng hay không, nó lại phụ thuộc vào nhóm lợi ích chính trị đỡ đầu trong Trần Sĩ Thanh. Dịch chưa bùng phát mà vaccine thì đã thiếu, ông Trần Sĩ Thanh đang tỏ ra yếu kém khi điều hành bộ máy chính quyền tại Hà Nội. Ông Trần Sĩ Thanh thuộc nhóm Nghệ An là nhóm lợi ích chính trị mạnh nhất hiện nay. Mục đích của nhóm Nghệ An có thể là đưa ông Trần Sĩ Thanh, ông Hồ Đức Phước và bà Phạm Thị Thanh Trà vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Cho nên khả năng ông Trần Sĩ Thanh sẽ được nhóm che chở chứ không chờ vờ như Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh trước đó. Liệu ông Trần Sĩ Thanh có giữ được mắc trong veo hay không thì cũng còn phải chờ. Nhóm Nghệ An rất mạnh nhưng không có nghĩa là nhóm này muốn làm gì thì làm. Nếu dịch Covid quay trở lại, nếu không thay đổi cách quản lý tốt, vấn đề vaccine thiếu hụt thì có thể cũng tới lúc cả nhóm cứu ông trong veo cũng không được nữa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Trong veo sợ gì? Liệu ông Trần Sĩ Thanh có thoát lời nguyền hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.